không dầu, không mùi, không béo. Không thể nào bỏ lỡ xu hướng ăn uống healthy tại lầu hấp thủy nhiệt Hồng Kông, Long Quang. Vừa bước vào phải ngỡ ngàng luôn vì quá đông thực khách. Bởi vì hôm nay là khai trương chi nhánh mới của Long Quang tại trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam, tầng 5 Vincom Megamall Grand Park. Nếu bạn lăn tăn về độ tươi của món ăn, thì ngay tại nhà hàng, hải sản được nuôi trong bể, dim sum được các đầu bếp với tài nghệ điêu luyện làm thủ công ngay tại quầy của nhà hàng, đảm bảo tươi mới mỗi ngày. Menu đa dạng đầy các món thịt, hải sản, dim sum, đồ viên và rau củ tươi chỉ từ 199k một người. Đặc biệt có thể dùng các set menu đầy ắp với các món siêu hấp dẫn chỉ từ 249k một người. Trước khi ăn thì các bạn có thể dạo quầy la gia vị với các loại sốt chấm đậm vị riêng của Long Quang, còn có trái cây tráng miệng hoàn toàn miễn phí. Nhân viên sẽ phục vụ bạn chu đáo từ A đến Z, mang món ăn đến bàn, pha cháo, hấp riêng từng món. Việc của bạn là chỉ cần ngồi thưởng thức đồ ăn ngon mà thôi. Đặc biệt ở chỗ, sừng hấp ngay tại bàn. Nơi đây nổi tiếng với công nghệ hấp thủy nhiệt số 1 Hồng Kông, giúp bảo toàn nguyên vẹn vitamin và dưỡng chất. Hãy để ý kỹ các món ăn ở đây, hoàn toàn không dầu mỡ, không có chiên rán, khói bay ra không gây nóng nực, không ám mùi nặng vào trang phục. Mặc dù rất đông nhưng đồ ăn được phục vụ nhanh, nhân viên lên món vô cùng chuyên nghiệp. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể chụp vài bức hình sống ảo với không gian mang phong cách Hồng Kông hiện đại. Há cảo sò điệp, há cảo nhân tôm ngọc bích được gói chỉnh chu. Rau củ thì phải gọi là tươi xanh mướt mướt. Bánh bao kim sa với phần nhân trứng muối rất là thơm. Cá chấm giòn hấp gừng rất lạ miệng với phần cá giòn giòn và đậm vị. Dẻ sườn bò Mỹ với phần thịt mềm mềm dai dai. Ngao trắng hấp gừng và tôm sú nhảy, ăn phải nói là tươi đến từng thớ thịt. Tôm hấp trứng Hồng Kông kết hợp giữa phần trứng mềm tan và thịt tôm giòn giòn và nước chấm Long Quang rất bắt vị. Và khi hấp thì các dưỡng chất từ các món sẽ chảy ngược xuống phần cháo, ăn cùng trứng muối, vừa ngon, vừa bổ dưỡng, vừa healthy. Ngay trong tháng 6 này, Long Quang đang có chương trình tặng 1.000 xửng dim sum cho mọi thực khách. Đến ngay Long Quang thưởng thức thôi mọi người ơi!